lại đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Tiếp theo chương trình là tiết mục ca múa Hãy đến với con người Việt Nam do nhóm lớp KA10 trình bày. Nhóm 11 các anh chuẩn bị.